Chào các bạn. Trà gừng nổi tiếng với những lợi ích dược liệu mạnh mẽ, từ chống buồn nôn đến giảm đau bụng kinh. Một số người có thói quen uống trà gừng vào mỗi buổi sáng. Vậy uống trà gừng vào buổi sáng có tốt không? Một chút đồ uống này vào buổi sáng không chỉ giúp bạn sảng khoái mà còn cung cấp một loạt các hợp chất kháng khuẩn, chống oxy hóa và chống viêm. Không có gì tuyệt vời hơn trong mùa đông khi có một tách trà gừng nóng với hàm lượng vitamin C, magie và các khoáng chất cao. Trà gừng cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, trà gừng chỉ phát huy tác dụng khi bạn uống vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Nếu bạn uống vào buổi tối thì sẽ khiến cho bạn càng khó ngủ hơn. Sau đây là những lợi ích của việc uống trà gừng. Uống trà gừng chữa huyết áp thấp. Bệnh huyết áp thấp không còn xa lạ đối với mọi người. Bệnh có thể gây chóng mặt, buồn nôn, suy kiệt sức khỏe nhanh chóng, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của bạn. Khi bạn đến gặp bác sĩ, đa số sẽ được khuyên là dùng thuốc Tây. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được tình trạng bệnh bằng cách an toàn và đơn giản là dùng trà gừng. Trà gừng pha thêm chút mật ong sẽ nhanh chóng loại bỏ các triệu chứng do tụt huyết áp gây ra, giúp bạn dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bạn cũng không nên lạm dụng trà gừng quá mức mỗi khi bị hạ huyết áp vì có thể sẽ gây ra phản tác dụng và gây ra những biểu hiện như ợ nóng, tiêu hóa khó khăn, v.v. Giảm buồn nôn. Uống một tách trà gừng trước khi đi du lịch có thể giúp ngăn ngừa buồn nôn và nôn liên quan đến chứng say tàu xe. Bạn cũng có thể uống một tách trà khi có dấu hiệu buồn nôn đầu tiên để giảm triệu chứng. Cải thiện hiệu suất dạ dày. Hữu ích trong việc cải thiện tiêu hóa và tăng hấp thụ thức ăn, trà gừng có thể làm giảm đầy hơi sau khi ăn quá nhiều. Trà gừng giúp giảm viêm. Gừng chứa các đặc tính chống viêm làm cho nó trở thành một phương thuốc lý tưởng tại nhà cho các vấn đề về cơ và khớp. Ngoài việc uống trà gừng, bạn cũng có thể sử dụng nó để ngâm các khớp bị viêm. Trà gừng chống lại các vấn đề về hô hấp. Trà gừng có thể giúp làm giảm nghẹt mũi liên quan đến cảm lạnh thông thường. Bạn hãy thử một tách trà gừng cho các triệu chứng hô hấp liên quan đến dị ứng về môi trường. Cải thiện lưu thông máu. Các vitamin, khoáng chất và axit amin trong trà gừng có thể giúp phục hồi và cải thiện lưu thông máu, có thể giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch. Gừng có thể ngăn chất béo lắng đọng trong động mạch, giúp ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ. Làm giảm đau bụng kinh. Điều này là dành cho tất cả phụ nữ bị chuột rút kinh nguyệt. Bạn hãy thử ngâm một chiếc khăn trong nước trà gừng ấm và áp nó vào bụng dưới của bạn. Nó có thể giúp giảm đau và thư giãn các cơ. Đồng thời uống một tách trà gừng với mật ong sẽ làm giảm cơn đau nhanh chóng. Giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Trà gừng có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của bạn do hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong gừng. Làm giảm căng thẳng. Trà gừng có đặc tính làm dịu, có thể giúp giảm căng thẳng của bạn. Điều này được cho là do sự kết hợp của hương thơm mạnh mẽ và đặc tính chữa bệnh của trà gừng. Sau đây là cách pha trà gừng. Pha trà gừng rất đơn giản. Bạn đun một cốc nước sôi, thêm 4 đến 6 lát gừng mỏng và tiếp tục đun sôi trong 10 phút. Đổ ra cốc, thêm một chút mật ong và thưởng thức. Bạn không nên uống trà gừng quá nhiều. Mỗi ngày bạn chỉ nên uống một cốc trà gừng để tránh gây ra những vấn đề về sức khỏe như ợ nóng, giảm huyết áp, v.v. Bạn không nên sử dụng trà gừng khi đang uống thuốc điều trị bệnh vì chúng dễ gây phản ứng ngược, có hại cho sức khỏe. Những lưu ý khi sử dụng trà gừng. Bạn không nên dùng trà gừng vào buổi tối. Nguyên tắc hàng đầu để uống nước trà gừng đúng cách. Trong y học cổ truyền và cuộc sống hàng ngày, gừng được sử dụng rất nhiều. Uống nước trà pha từ gừng có tác dụng giải độc, ôn trùng, tiêu đàm, hành thủy. Khi đi vào cơ thể, nước gừng sẽ tạo cảm giác cân bằng và thoải mái. Vì thế, khi mất ngủ, gừng là một trong những lựa chọn tuyệt vời nhất. Song nếu uống hoặc ăn gừng vào buổi tối sẽ gây phản tác dụng, việc mất ngủ sẽ còn kéo dài và nặng hơn. Do đó, bạn hãy chú ý chỉ nên dùng nước gừng vào ban ngày thôi nhé. Những ai không nên uống trà gừng.
Người bị bệnh dạ dày. Đối với người bị đau dạ dày, viêm loét dạ dày không nên ăn gừng vì trong thành phần của gừng có những chất chủ yếu hoạt động trên các niêm mạc dạ dày, nó có thể gây bào mòn và loét dạ dày. Người bị cảm nắng. Người bị sốt do cảm nắng thì đặc biệt không được uống nước trà gừng. Bà bầu trong nửa cuối thai kỳ. Gừng được các mẹ bầu sử dụng trong thời gian đầu để giảm các triệu chứng ốm nghén. Tuy nhiên, trong nửa cuối của thai kỳ, bạn nên hạn chế dùng trà gừng vì nó có thể làm tăng huyết áp. Trong thời kỳ cho con bú, các mẹ cũng không nên dùng trà gừng vì có thể sẽ khiến trẻ bị mất ngủ. Người có bệnh liên quan đến gan. Do có vị nóng nên gừng kích thích bài tiết của các tế bào gan, khiến các tế bào gan bị hoại tử. Uống nước trà gừng không tốt cho bệnh gan. Gừng có vị nóng rất gắt, khi pha thành nước thì vị này vẫn không thay đổi. Khi uống vào, lồng ngực ngay lập tức bị nóng lên. Việc này không tốt cho những ai bị liên quan tới bệnh gan. Những ai bị gan nhiễm mỡ, ung thư gan, viêm gan, v.v. tuyệt đối không nên uống nước trà gừng. Nguyên nhân là các tế bào gan của họ đang trong tình trạng bị kích thích. Nếu sử dụng loại thức uống này, chúng sẽ bị hoại tử, làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. 3. Người bị sỏi mật nên tránh dùng nước trà gừng. Tương tự như gan, bệnh sỏi mật cũng sẽ diễn biến tệ hơn nếu dùng nước gừng. Nguyên nhân là do tính chất cay nóng của gừng sẽ làm các viên sỏi bị mắc kẹt trong túi mật. Uống thuốc không thể tiêu hoặc không thể đẩy sỏi ra ngoài được. Nếu không muốn phải phẫu thuật lấy sỏi, bạn phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng trước khi uống nước trà gừng. Thân nhiệt cao không được uống nước trà gừng. Khi nhiệt độ cơ thể bạn đang cao, uống nước trà gừng sẽ càng làm nhiệt tăng cao hơn. Những ai đang bị sốt cao cần tránh uống nước trà gừng. Với trường hợp bị sốt vì cảm lạnh, chỉ sử dụng nước gừng sau khi nhiệt độ đã hạ thấp hoặc cơn sốt đã được đẩy hẳn ra khỏi cơ thể. Còn đối với những trường hợp sốt vì virus nhưng nhẹ thì có thể sử dụng. Phản ứng với thuốc. Ngoài các trường hợp nêu trên, các tác dụng phụ hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đang uống thuốc, bạn tuyệt đối không được tự ý sử dụng. Tốt nhất bạn hãy hỏi ý kiến của bác sĩ chuyên khoa về việc uống nước gừng. Họ sẽ đưa ra giải pháp an toàn nhất cho bạn. Bạn hãy ghi nhớ để phát huy hết công dụng của loại thức uống này, cũng như tránh khỏi những tác dụng ngược không tốt cho sức khỏe. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.